Chào mừng các bạn đến với channel của Bảo Đen. Thì ngày hôm nay nơi wifi của tụi mình đã có 4 người thôi các bạn ơi. Đó chính là Mapa, Nịp, Đô Mi và Dũng Huy. Và chính là mình Bảo Đen các bạn ơi. Các bạn thông cảm cho mình mấy ngày hôm nay mình khá bị bệnh. Và hiện tại mình cũng chưa khỏi hẳn nữa. Nhưng mà sắp rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình vẫn có sức để mà quay video cho các bạn xem. Trên tay của mình đây đó chính là chiếc điện thoại. Ê quên phải, chiếc trồ mó thành kỳ. Thì anh em của tụi mình á là giao một cái trò chơi ngày hôm nay, đó chính là ai sử dụng được cái remote này thì chúng ta có thể sử dụng được sức mạnh đó chính là bấm đứng nè, hoặc là hả tôi nhanh tôi chậm nè, đó thì rất là xịn luôn các bạn ơi. Và khi mà có cái remote này thì các bạn có thể gia tăng được sức mạnh, cho nên là anh em của tụi mình sẽ giao cái trò này xem như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ test cái công dụng của cái remote điều khiển này cho các bạn xem cái sức mạnh tua ngược lại của nó là như thế nào nha. Ví dụ như nè, ông mà ông tán đùi cái đi đó, chưa ông tán đùi cái đó đó, như là ông tán đùi cái thì mình tua ngược lại này đó. Khi mà mình tua ngược lại thì đó, tiếp tục tán mình tiếp à, mình phải tán lại tua ngược lại cái nữa nè đó, bây giờ mình tán mình tiếp đó, đơn giản mà đúng không đó, đơn giản à, biết chưa, hiểu chưa? Chưa hiểu nó ta, để mình tua ngược cái nè đó, tua ngược cái đó, thấy chưa, mình lại tua ngược thêm cái nữa nè đó, thấy chưa, đơn giản mà, hiểu chưa? Các bạn có thấy không các bạn ơi? Và cái remote này á, nó rất là hiệu nghiệp luôn. Thì cái cách hiệu của nó rất là đơn giản, cho nên là bây giờ anh em wifi của tụi mình sẽ chơi cái trò đó. Ok, anh em hiểu hết rồi đúng không? Đơn giản đúng không? Đó, quá trời đơn giản luôn. Đó, bây giờ mình ví dụ như mình bấm đứng im nè. Bấm đứng im. Đó, ấy à. Đó, tự nhiên hả, mình chưa bấm đứng im gì hết rồi tự nhiên em đứng im. Chưa bấm đứng im luôn, chưa bấm đứng im luôn. Đó, ok. Thì bây giờ anh em của mình sẽ bắt đầu vô chơi đây các bạn. Bây giờ anh em của tụi mình á sẽ nhiều ra bị các bạn ơi. Nếu mà ai mà thẳng á là sẽ được hở cái remote đó, cầm trước được cái remote đó chơi nha. Ok, bắt đầu nè. Nhiều ra ít kéo. Đó, kéo cách bao nha, kéo cách bao nha, không có búa nha. Ok, mình thắng rồi các bạn. Ok các bạn, vậy là mình là người đầu tiên có quyền sử dụng được cái remote điều khiển này rồi các bạn ơi. Thì mình thấy á, đấy, con Dũng Huy nó đứng bên đó các bạn thấy không? Nó đang móc cứt mũi. Mình sẽ tới mình chôn nó các bạn. Còn cục kẹo duy nhất phải ăn nhầm ra rồi, hè hè, kẹo duy nhất của mình đứng lại, duy nhất hả? Thôi ủa, cục kẹo mình đâu rồi? Hay à, trời ơi, còn cục duy nhất rồi. Còn cục duy nhất của mình, nhưng mà mình còn ở đây. Sao kêu còn cục duy nhất? Thì còn cục duy nhất ở ngoài, nhưng mà ở trong còn nhiều. Thôi không chơi vậy đâu, chơi vậy không công bằng hết trơn. Chơi cầm mình đâu, chơi cầm mình này sức mạnh như vậy sao tôi chống lại được. Đem đi giấu đi. Đem đi giấu đi. Bây giờ đem đi giấu xong rồi thằng nào tìm được cái này trước. Bây giờ của đó. Ok, được. Chị không? Chơi luôn. Ok, giờ đi giấu. Nó giấu đâu ta? Nó ở đâu ra? Có này không? Có. Đâu rồi? Không có gì hết. Ừ.
không tìm thấy cái robot ta. Có khi nào tụi nó tìm ra được chứ không? Mình phải tiêu diệt tụi nó thì mới ít người tìm cái robot với mình. Ôi con mập. Dũng ơi, em cứu anh đó à. Mập mà. Anh và tôi không trốn sâu đâu. Nhưng thề tiếng bước không đó. Hai anh em tụi mình. Chúng ta phải đoàn kết lại mới có sức mạnh để thống trị trong ngôi nhà này. Phải đoàn kết thôi anh hề. Ủa như anh sẽ dời một phe. Cái robot nó nằm ngay giữa nhà, xung quanh đều có dép, chắc chắn rằng đây là cái bẫy. Cái gì đây? Mình nghi rằng khi bước qua một bước sẽ bị dính bẫy. Giờ mình phải núp xem coi tình hình sẽ như thế nào. Sẽ kiếm được không? Để trả thù. Đúng là cái bẫy dép thiệt. Để xem cái cách gì mình có thể qua được cái bẫy dép này hay không. Có cách rồi. Hết dép rồi. Có chiếc robot điều khiển này, ta sẽ là bá chủ. Trong tay ta là chiếc robot quyền năng đó. Người làm cái gì? Kéo robot đâu rồi? Kéo. Thầy cứu tôi lui. Tôi lui. Đúng là cái robot siêu năng, mình có thể đi thống trị thế giới rồi. Ta là có chiếc robot ưng thi. Ngươi nghĩ có thể đối phó ta một cái chảo cua bắp gì hả? Ta có remote thần kỳ này. Sao không được? Dừng rồi vậy không? Dừng này. Ngươi tưởng bằng cái remote đó mà thể đánh đại tao không? Bây giờ ta đã đạt đến cảnh giới và không có cái gì có thể điều khiển được ta hết. Bây giờ có cái remote này, ta có thể thống trị vũ trụ rồi. Ý lại là hai tụi mày à? Thì ra là mày đã lấy được cái chiếc remote rồi à. Đã lâu không gặp, chiếc remote đó chính là của ta.
ta sẽ giết lại. Các người thực sự không biết sức mạnh thực sự của nó đâu. Nước, nữa, sấm sét. Ta sẽ sử dụng năng lượng nước để tiêu diệt các người. Bây giờ ta đang cảm thấy một nguồn nước tràn trề đang chảy trong cơ thể của ta. Bây giờ ngươi đã thấy sức mạnh của cú đấm nước ta chưa? Tao tính tạo hiệu ứng cho đẹp, nó kêu nước gì mà. What the fuck? Cú đấm nước của ta không có tác dụng sao? Bây giờ ta sẽ sử dụng cú đấm nổ. Tôi nghĩ là từng hàng lên solo không chịu nổi đâu. Anh em của tụi mình sẽ cùng lên, là sống lên. Sống lên. Trước khi sống lên. Ừ. Lọt cái đầu cái đã. Sống lên. Sống lên. Vậy là các người quên tác dụng của nó rồi sao? Bây giờ ta sẽ sử dụng sức mạnh túi chập. Yeah. Túi chập. Đau vãi liền luôn. Đau ông ơi. Oh shit. Kiểu này là hả, anh em của tụi mình thì sẽ không đấu được nó rồi. Nó mạnh vãi nồi ông ơi. Làm sao đấu được được đây? Tôi không biết nữa. Phải làm sao đây? Bây giờ ta sẽ cho người thấy thế nào tốc độ. Cái gì vậy? Tôi nhanh. Sao? Ông ơi. Chị gì vừa xảy ra vậy? Cái gì vậy ông? Các người không biết chuyện gì xảy ra sao? Chắc là do ta đánh nhanh quá. Bây giờ ta sẽ tua chậm lại để cho các ngươi có thể biết được chuyện gì xảy ra. Tua nhanh! Đói quá, điên mì đó. Chào bình thường. Xong. Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Cứ kiểu này ngoài là mình bị anh hàng sắp bật lên luôn. Mình chịu không nói đâu. Ông có cách gì không? Thua rồi. Ê. Ai là có cách? Ta sẽ sử dụng tay chiêu lượng sóng tay. Đứng lại. Móc lên chạm tay anh nhanh lên. Nhưng mà nó không có chết đâu. Bây giờ mình phải sử dụng chiêu khác. Phải mạnh hơn nữa. Lần này ta sẽ kết thúc các người trong một chiêu, trong cái đầu mod duy nhất này. Một cái gì nhất à. Nhưng không sao, của ta mới chính là chính chủ. Bây giờ ta sẽ kết thúc các người. Yeah. Đúng rồi anh em. Trời ta ơi. Sẽ sống chết với mày. Yeah.
tôi ngược lại. Chó ra quần luôn các bạn. Thôi. Đứng lại. Ra cơm mẹ nó lừa lừa. Cứ đập vô đi, đập vô. Yeah. Yeah. Ủa? Hết dép rồi. Chuyện thì quay con người đó nha. 1, 2, 3. Anh Hiệp cứu em. Thôi thôi, mà phải vui đi, dạng vui lên. Vui á, vui về kêu hên quá anh Hiệp cứu em. Anh Hiệp cứu luôn, anh Hiệp cứu em chơi đó. Tiểu Diệp bảo đen.